có một loài chỉ sống sót ở những khu rừng hẻo lánh trên đảo Rotan. Năm nào cũng phải trải qua những thay đổi mạnh mẽ trong vài tuần. Kỳ nhông xanh thường vẫn là loài ăn cỏ vô hại và leo núi rất giỏi. Nhưng vào tháng 2, tháng 3, con kỳ nhông được trở nên vô cùng hung dữ. Nó chẳng tha cho bất kỳ đối thủ nào. Thông thường, đe dọa từ những con kỳ nhông lớn nhất sẽ khiến đối thủ nhỏ hơn rút lui. Nhưng nếu một trong hai con kỳ nhông dài gần 2 mét không chịu lùi bước trong mùa giao phối, hậu quả là bạo lực và đẫm máu. Khắp thân thể của các chiến binh đầy sẹo, các chi bị thương nặng và những vết thương chí tử cũng không phải là hiếm. Các đối thủ khiêu khích lẫn nhau. Nếu con cái xuất hiện, cuộc chiến trở nên quyết liệt hơn. Những con kỳ nhông chiến đấu với nhau từ thời khủng long còn dạo chơi trên trái đất. Kỳ nhông đực có cơ hàm khỏe hơn nhiều so với kỳ nhông cái. Cuối cùng cũng có kẻ thắng cuộc, nhưng đã quá muộn. Một con đực nhỏ hơn đã ngư ông đắc lợi. Con cái bị bất động bởi một vết cắn vào cổ, kháng cự cũng vô ích. Lúc nào cũng cần phải đúng lúc đúng chỗ.